Em xin chào tất cả mọi người nhé. Dễ mua cần tươi, dễ mua cần khô. Nên tranh thủ hai hôm nay trời nắng thì cho ra phơi lại. Toàn bộ là hàng dễ hết cho mọi người nhé. Đây, hàng thân là nó như này này. Vì cái bản chất của nó là cây dây leo, thân leo, thân nó chỉ nhỏ nhỏ như này thôi. Còn toàn bộ những cái cục này là dưới gốc hết, dễ hết. Hàng khô này 100.000 cân nhé, mọi người lấy thì ấn vào hàng dưới. Đây là tắc kè đá phơi khô. Đấy. Khô thì là 150.000 một cân mọi người nhé. Tươi là 65.000 một cân. Mọi người lấy thì ấn vào hàng dưới em. Nước đắng. Nước đắng rừng cho mọi người thái để sấy cho mình nhé. Sấy khô. Máy sấy rất là đảm bảo sạch sẽ cho mọi người. Đây là hoa đu đủ được sấy.